Vâng. Em chủ kênh Phong Lan Tùng Nguyễn xin kính chào toàn thể cô chú anh chị em yêu lan trên toàn quốc nhé Thì rất là nhiều người hỏi em cái ký năm cánh trắng phú thọ. Thì hôm nay là ngày 27 tháng 3 năm 2020. Em lên một cái video gồm 13 kỳ năm cánh trắng 13 chậu năm cánh trắng phú thọ. Trong đó là có 14 kỳ. Thì em sẽ chia sẻ cho mọi người để mọi người siêu tầm và em sẽ bảo hành cho mọi người là cây giống và con giống là chuẩn nhá mọi người nhá em bảo hành chuẩn cây giống con giống nằm cánh trắng thọ thì đây à, thực ra bông năm cánh trắng phú thọ ấy thì ai cũng biết đến rồi thế nhưng mà nếu mà em bán hàng mà em lại không bỏ mặt hoa ra cho cô chú anh chị xem thì nhiều cô chú anh chị lại hỏi em ơi bông năm cánh trắng phú thọ nó như thế nào thì nó cũng rất là khó có cô chú anh chị biết có cô chú anh chị không biết thì đây đây là mặt hoa năm cánh trắng phú thọ thì đối với dòng năm cánh trắng phú thọ này thì nó là năm cánh trắng phú thọ Của em này nở được Nở ngày mùng 1 tháng 11 năm 2019 nhá thì Đối với cái bông này thì em zoom nó lên cái ảnh to như thế này Nên là mọi người nhìn này Cái mũi là cái mũi trắng nhá Thế nhưng ở đằng sau cái mũi Cái chỗ cái điểm hồng này nó là cái 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 Người ta gọi là cái cựa Thì tất cả cái, các cái bông năm cánh trắng phú thọ Đều có cái cựa hồng nhá mọi người nhá Không ai Không có một cái bông năm cánh trắng phú thọ nào Mà nó trắng tinh toàn bộ cái phần cái mũi này đâu nhá tất cả các bông năm cánh trắng phú thọ đều có cái cựa hồng này khi mà chúng ta zoom to lên ấy khi chụp ảnh chúng ta zoom to lên thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái cựa hồng này rất là rõ còn đây là chuẩn bông năm cánh trắng phú thọ nở tại vườn nha mọi người nhá thì đây em sẽ đi vào đơn hàng cho mọi người xem và siêu tầm Khi đầu tiên một kỳ năm cánh trắng phú thọ tất cả kia em bán là kỳ thuần chậu nhá thì kỳ này là đáng nghĩa là nó có hai mầm gốc nhưng mà nó bị sen nó chén mất một mầm đây rồi con sen này nó ăn cái bữa này ngon quá Đó Thì kia của em là ki thuần chậu mọi người nhá Không phải ki mới trồng nhá Đây này mọi người nhìn này Đó nó là cây thuần chậu nhá Đó Thì cái kia này là chiều dài Là 10 sen Một mầm gốc rất là đẹp Rất cực cực kỳ là lực luôn Đó 10 sen Ki này em bán 9 triệu 800 nghìn Kỳ đơn số 1 nhá Đơn số 2 Đây mọi người hỏi ki 5 cái trắng phú thọ mà lá sẻ thì em lại không thích cái lá sẻ này vì cái đoạn lá sẻ này khi mà đến cái đoạn lá sẻ này nó sẽ rất là lâu phát triển để nó mới qua được cái đoạn lá sẻ này Nó mất rất nhiều thời gian nên em không thích lá sẻ Thế còn đây, trực tiếp đây là một kỳ năm cánh trắng phú thọ lá sẻ Đấy, sẻ hai đoạn liền Đây, đây một đoạn Đó, mọi người nhìn thấy chưa Chỗ này một sẻ một phát nha Và bên này sẻ một phát Đó, là hai đoạn lá sẻ luôn Chứ không phải một đoạn nhá. Mầm gốc cực kỳ là lực luôn Mầm gốc cực to này đây, đây còn một mầm nhỏ nữa này quay gần xuống cho mọi người xem đó đây còn một mầm nhỏ nữa này đang nứt đó kỳ mầm này cực kỳ lực nha mọi người nha kỳ này là 18 sen và không đo mầm gốc nhá mầm gốc mọi người ăn không được một sen rưỡi rồi 18 sen không đo mầm gốc em bán giá là 17 triệu rồi kỳ số 3 kỳ số 3 này cũng là một kỳ đang được thuần chậu đó mọi người nhìn thấy chưa kỳ thuần chậu nhá chứ không phải kỳ mới trồng nhá mầm gốc cực kỳ lực luôn mầm gốc này khoảng 2 sen gần 2 sen đấy Bên này nó còn một mầm nữa đang lên này Cây này còn lên hai mầm nữa luôn Đây Đây, đây lên một mầm này Đó mọi người nhìn thấy không Bên Đây lên một mầm và dưới lên một mầm Đó tức là cây này nó sẽ còn lên được hai mầm nữa đây. Đó mọi người nhìn thấy không Một cái điểm ở trên này này Nó sẽ lên một mầm Còn điểm dưới này sẽ lên mầm nữa là hai Đó thì cây này là 15 sen Em bán là 15 triệu 200 nghìn Không đo mầm gốc nha mọi người nha 15 sen em bán 15 triệu 200 nghìn Đó Cây này 15 c 15 triệu 200 nghìn Lọc lá cho anh em 200 nghìn 15 triệu tròn Cây số 4 này Đơn số 4 Một cái kỳ toàn trậu cực kỳ đẹp Cây này thì nó đã nứt Một cái kỳ ở trên thân này Đây này nứt đây này Nứt kỳ trên thân đây này, này Đó mọi người nhìn thấy không ạ Nứt kỳ trên thân này nó có hai mắt gốc hai mắt gốc Xưng rất là đẹp rồi hai mắt gốc Đấy, một mắt này, hai mắt này. Và kia này là 10 sen, 10,5 sen em bán 10 triệu. Đơn số 4. Rồi, đây là đơn số 5, 2 kỳ. Một kỳ 6 sen, kỳ bên này 6 sen và kia bên này 7 sen. Mầm gốc thì uh, sưng đang sưng rất là to đây này. Con này thực ra em chưa soi mầm gốc. Đây, mầm gốc này. Mầm gốc con này thì quá đẹp luôn không phải nghĩ. Đây. Đấy, con này thì mầm gốc sẽ rất là đẹp nhưng mà em chưa để em 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 không soi kỹ đâu vì nó nằm sát ở dưới quá, không không bới lên nữa để soi nữa. 2 kỳ cực kỳ đẹp. Tổng 2 kỳ có 13 sen thôi, đang thuần chậu nhá Thuần giá thể đây này. Đang thuần giá thể. 13 sen em bán giá 13 triệu. Đôi đơn số 5. Đơn số 6, 20 sen 18 triệu. Mầm gốc đây. Đây một mầm này. Đây một mầm và đây một mầm này. Đó đang sưng lên đây này. Đó mọi người nhìn thấy chưa? mầm đang xanh rồi kỳ rất là đẹp luôn kì, cũng là kỳ thuần chậu mọi người nha cũng là kỳ thuần chậu nha toàn bộ là kỳ thuần chậu hết nha 18 sen 20 sen em bán 18 triệu là đơn số 6 đơn số 7 này kỳ 11 sen con này thì nó hơi cụt lá rồi 11 sen nhưng mà nó rất là khỏe đây con này nó là 11 sen đây mầm gốc đây một mầm này một mầm này Bên này một mầm là hai này Đó mọi người nhìn thấy không Mặt to đùng như thế này Đấy, Cây thuần chậu nhá Không phải cây mới trồng nhá Mọi người lưu ý tất cả cây của em là cây thuần chậu Con này nó tách muộn nên nó hơi cụt lá Vì kia nó tách muộn 11 sen em bán 10 triệu 500 nghìn Đơn số 8 Đơn này nó có một mầm gốc Đây Một mầm gốc đây Đấy, cái đoạn gốc này nó hơi bị teo một tí Không sao, không vấn đề gì, cây vẫn rất béo Đoạn gốc này hơi teo, nhìn hơi buồn cười một tí Nhưng mà mầm gốc khá là đẹp Con này là đơn số 8 Đơn số 8 này là 7 sen Em tính 6 triệu 800 nghìn Đơn số 9 11 sen Kỳ thuần chậu rất là đẹp luôn Con này thì nó có một mầm gốc thôi mọi người nhá Đây này Đấy, Một cái mắt gốc này Đây, Mắt gốc xanh xanh to to này Đó 11 sen cây tất cả những cái cây, cây cột cụt, cụt lá này là do tách quá muộn này tách muộn quá này nó bị cột lá như này không vấn đề gì cả 11 xe em bán 10 triệu 500 nghìn Đấy là đơn số 9 đơn số 10 này 18 sen này 18 sen con này đó mọi người nhìn này một mầm gốc này hai mầm gốc này bên này một mầm nữa là ba này ba mầm gốc nhá khỏe như này ba cái mầm gốc 18 sen 16 triệu 500 nghìn Mọi người nhá 18 sen 16 triệu 500 nghìn Đơn số đấy là đơn số 10 Đây là đơn số 11 Con này 11 sen em bán 11 triệu Con này là con dòng lá mít Đây này Mọi người nhìn này Con này là con dòng lá mít Cực kỳ phê luôn Mầm gốc của nó đây Cực to luôn Đấy Kỳ rất đẹp luôn Kỳ này cực phê luôn Mầm gốc này Nhìn cái mầm gốc đã thèm rồi Con này con dòng lá mít Dòng phú thọ là mít. lá mít Là nó tỏ đẹp này Kỳ này gốc nó cũng dã man nha mọi người nha 11 sen em bán 11 triệu Đây là đơn số 12 này 16 sen Em bán 14 triệu Con này nó hơi cụt lá kiểu này Đây mầm gốc đây Mầm gốc rất là đẹp hai mầm Sưng rất là to luôn Xem còn mầm nữa không Có hai mầm thôi hai mầm sưng rất là to luôn Kỳ thuần chậu nha mọi người nha Mọi người lưu ý là cây của em là cây thuần chậu nha Đây này Đấy. Đây, này dễ này Đây này Đấy Đây này Đấy cây thuần chậu chứ không phải là cây mới trồng nha Đây này Đấy Cây này là cây thuần chậu nha Nó cụt lá một chút như này 16 sen em bán Kỳ này là 14 triệu đơn số 12 Và đơn số 13 Đơn này thì cây quá đẹp luôn Nó cụt lá nhưng mà nhìn cây nó đẹp 10 sen 10 triệu Nhưng mà cây nó đẹp thật sự Đây mầm gốc này hai mầm gốc Ui con này sẽ được 3 mầm Vì đây em sẽ chỉ cho mọi người này Một mầm ở dưới nhá Một mầm ở cái móng tay em này Đó Và một mầm bên này nữa Đây Đây Đấy ba mầm gốc Và cây cũng là cây thuần chậu nhá Đó Tất cả là cây thuần chậu hết mọi người nhá Đây là kia này là 10 sen Em bán là 10 triệu Đó là 13 kia 5 cái trắng phú thọ 13 đơn 5 cái trắng phú thọ của em ngày hôm nay Thì à, mọi người thích đơn nào Thì mọi người Chốt qua số điện thoại là 0982 418 124 Và tất cả cô chú anh chị xem qua video này Thì cho em xin một lượt đăng ký kênh nhá Nếu mà mọi người không đăng ký kênh được ấy Thì mọi người lên Youtube Mọi người gõ chữ Phong Lan Tùng Nguyễn Nó sẽ hiện ra kênh của em Và mọi người bấm đăng ký ở đó thì sẽ bấm đăng ký được nhá Còn khi mà mọi người xem theo một cái link nào đó hoặc là gặp một cái link nào đó để bấm vào để xem thì nó sẽ yêu cầu chúng ta phải nhập cái Gmail ở trên Google vì cái trình duyệt đó là nó đi theo trình duyệt Google chứ nó không vào trực tiếp YouTube nên là mọi người phải đăng nhập cái Google của mọi người vào tức là cái Gmail ấy của mọi người vào thì nó mới đăng đăng ký được còn mọi người không có không cần phải đăng nhập Gmail mọi người bấm vào thẳng mọi người bấm vào tìm kiếm bấm vào kênh Phong Lan Tùng Nguyễn thì mọi người sẽ tìm kiếm được cái cái, cái kênh phong an tùng nguyễn của em và mọi người khi vào đó mọi người bấm đăng ký thì nó sẽ rất là dễ dàng và cô chú anh chị nào đang xem thì uh, cho em xin một nút like và một, một nút comment để em uh, biết để mọi người muốn cái hàng gì để em chia sẻ còn uh, rất là nhiều cô chú anh chị đã xem video nhưng mà không đăng ký thì uh, mọi người cũng uh, cho em xin một cái nút đăng ký và bấm cái nút chuông thì thực ra là đăng ký nó không mất cái gì của mọi người cả cái thứ hai là khi mà em có một cái video mới đăng lên thì mọi người sẽ biết và có rất là nhiều những cái video em quay uh, giới thiệu và chia sẻ những cái kinh nghiệm rất là hay để cho cô chú anh chị nhà mình chăm được những chậu lan đẹp mọi người nhé thì uh, mọi người xem video thì mọi người nhớ cho em xin một nút đăng ký kênh nhé mọi người nhá em cảm ơn tất cả mọi người em uh, xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video sau